Tôi đã đi khắp thế giới, nhưng với tư cách là một nhà lịch sử, thì các ông có một báu vật quốc gia mà không phải nước nào cũng có. Đó là cái bảo tàng ngoài trời, một bảo tàng mang tầm cỡ nhân loại, vừa giáo dục truyền thống yêu nước, nghệ thuật đánh giặc, vừa là lòng nhân ái Việt Nam. Câu nói đó là sự trân trọng với tình cảm đặc biệt của cố nhà sử học người Pháp Charles Fourneau, người từng giữ cương vị chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp đầu tiên sau hội nghị Geneva, một người bạn lớn, người luôn yêu mến và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam 4.000 năm lịch sử. Người đã chia sẻ những rung động thật sự trước một vùng biên ải hào hùng, nơi mảnh đất con người Việt. Ấy là chi lăng của Việt Nam, chi lăng của một Lạng Sơn địa linh nhân kiệt. Trong thời lượng chương trình hôm nay, Khám phá Việt Nam xin đưa quý vị ngược lên vùng đất ôm dọc đôi bờ con sông kỳ khủng, nơi được mệnh danh là bức tường thành vững chắc bao phen bảo vệ kinh thành Thăng Long trước những cuộc viễn chinh khét tiếng của các đội quân xâm lược Bắc Phương trong lịch sử. Trải qua hàng ngàn năm biến đổi, cái tên ấy mỗi khi được nhắc đến vẫn còn nguyên sức nóng và tính thời sự, dậy lại tâm thức và trái tim sục sôi trong mỗi tinh thần Việt quay trở về thời gian của những năm tháng lịch sử lẫm liệt, oai hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất nước. Như một mạch nước ngầm lặng lẽ đi về thế giới của riêng mình, xuất phát từ tình yêu tha thiết với mảnh đất và con người miền biên viễn, đất linh, người đàn ông này đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho ân tình xứ Lạng. Nhắc đến chi lăng, Lạng Sơn mà chưa nhắc đến tên ông hẳn là một thiếu sót lớn. Ông là Nguyễn Trường Thanh, nhà giáo, nhà văn, nguyên chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, một chiến sĩ nằm vùng, một cây bút khá đặc biệt trong làng văn đương đại Việt Nam. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước thì với cái phong trào Ba Sẵn Sàng, thì các thầy giáo trẻ như là tôi đã cùng nhau nhận quyết định của Bộ Giáo dục xung phong lên miền núi phát triển kinh tế văn hóa. Thế thì với một cái quy chế là 5 năm sau hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ lại được trở về thủ đô quê hương. Thế nhưng mà rồi thì những năm tháng cống hiến dạy học gắn bó với các em dân tộc của miền núi, người ta gọi ngày xưa gọi là cõng chữ lên non đấy. Thế rồi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc kéo dài suốt 5 năm rồi 10 năm rồi 20 năm rồi cứ như thế. Thì quê hương Lạng Sơn trở thành một cái quê hương thứ hai. Hơn 30 năm lao tâm khổ tứ theo suốt dặm dài lịch sử của dân tộc, bằng tâm huyết, trí tuệ và ngòi bút, nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã liên tiếp cho ra đời 9 thiên tiểu thuyết có giá trị và tầm vóc lớn lao cả về văn học và sử học. Kỳ tích Chi Lăng được biết đến là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, được nhà xuất bản Thanh Niên in lần đầu những năm 1980-1982, ngay lập tức gây được tiếng vang lớn. Những chiến tích trên con đường huyền thoại từng là nỗi kinh hoàng của đạo quân xâm lược khổng lồ phương Bắc. Mỗi tấc đất ở Chi Lăng là chiến công lừng lẫy của dân tộc, gắn liền với các điểm di tích đã đi vào lịch sử hào hùng của nước nhà. Đây, núi Phượng Hoàng, núi Mã Yên, Đấu Đông Quân, những Lũng Ngàn, Quỷ Môn Quan hay Chi Lăng thành cổ. Ải Chi Lăng như một trận đồ bát quái vô cùng sống động hiện lên qua từng trang tiểu thuyết. Tọa lạc trên con đường giao thông huyết mạch nối liền vùng biên thùy với kinh đô, cách thủ đô Hà Nội 120 km, thị trấn Chi Lăng, Lạng Sơn như một trận đồ. Một bên là dãy núi đá trầm mặc uy nghiêm, và một bên là những dãy núi đất cao với rừng đại ngàn xào xạc cây lá. Là ải có quy mô lớn và đồ sộ, chạy dài gần 20 km, nối liền hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Những quả núi nhỏ ở Chi Lăng nương tựa vào nhau như những lớp thành cao hào sâu, tạo nên một thung lũng hình bầu dục dài tới 4 cây số và rộng gần 1 km.
Lũy ải Chi Lăng được tạo thành từ những đoạn chiến lũy đắp đất nối liền nhau, chạy dài từ dãy Cai Kinh ở phía tây sang dãy núi Thái Hòa ở phía đông, tạo thành thế hiểm. Ải Chi Lăng trở thành cửa ải hiểm yếu bậc nhất trên con đường độc đạo biên giới phía bắc. Sử sách còn ghi, tại ải Chi Lăng, năm 981, Lê Hoàn đại phá quân Tống, giết chết tướng cầm đầu. Năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn chém đầu Liễu Thăng, tóm cổ Hoàng Phúc, giết 10 vạn quân Minh, đập tan ý đồ quân xâm lược. Thế kỷ 18, dưới thời Hoàng đế Quang Trung, Chi Lăng lại một lần nữa cùng quân dân cả nước đánh tan tành, đuổi gọn quân Thanh xâm lược. Thế kỷ 19-20 là khoảng thời gian ghi dấu những chiến công đánh Pháp, đuổi Nhật hào hùng. Chi Lăng thành cổ và hàng chục địa danh khác đã đi vào lịch sử của Chi Lăng, của Lạng Sơn như vậy. Hình thành như một cột mốc ranh giới của tự nhiên, nơi hai dạng núi đá từ Đông Bắc và Tây Bắc chạy về gặp nhau, khép lại như hai nan quạt giấy xuôi về điểm tựa. Quỷ Môn Quan là công trình quân sự vô tiền khoáng hậu, mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với kiến trúc hình thang độc nhất vô nhị, được ghép từ những khối đá tạo thành huyết mạch với chiều dài lên đến 20 thước, Quỷ Môn Quan là minh chứng hùng hồn cho trí quân sự, tài thao lược của dân tộc trong suốt 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Năm xưa, Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy quân và dân Đại Việt lập phòng tuyến đánh địch dọc sông Như Nguyệt. Quỷ Môn Quan lừng lẫy như bức tường thành kỳ diệu chặn đứng quân thù. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Quách Quỳ, Triệu Tiết vỡ mật dập gan, chạy thoát thân về quê cha đất tổ, vẫn không tin mình còn sống. Quỷ Môn Quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàn, vang dội một thời là nỗi kinh hoàng của quân xâm lược phương Bắc trước cái thế thiên hiểm của Chi Lăng, của con người Việt. Tiếng trống nổi vang, ba quân thật hùng cường bội sức, ngọn cờ thẳng tiến, các tướng đều hăng hái liều thân. Phía lũy Chi Lăng oai hùng vang dội. Thế kỷ 15, ải Chi Lăng một lần nữa ghi vào lịch sử Việt Nam những trang vàng chói lọi. Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn tiến lại. Năm ấy tháng 10, Mộc Thạch chia đường từ Vân Nam tiến sang. Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong. Ta sau lại sang tướng chặn đường, tuyệt nguồn lương thực. Ngày 18, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế. Ngày 20, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu. Cùng với chiến thắng Chi Lăng, Sương Giang năm 1427, Chi Lăng của thời Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã làm cho cái tên Chi Lăng trở nên bất tử. Núi Mã Yên trở thành biểu tượng là ý chí và sức mạnh, là sáng tạo và nghị lực của cả dân tộc trong trường kỳ lịch sử giữ nước quá khứ và tương lai. Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi, thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Năm tháng trôi qua, ngày hôm nay, ải Chi Lăng là một di tích lịch sử thiên hiếm và quý báu của dân tộc. Di tích còn lại của Chi Lăng đến bây giờ vẫn làm cho chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động trước công trình xây dựng khổng lồ, vô tiền khoáng hậu của cha ông. Nếu như thượng nguồn sông Thương là một dải lụa mềm duyên dáng như người thiếu nữ, thì đến giữa dòng, dải lụa ấy lại kín đáo làm duyên cuộn tròn lại, tạo thành một chiếc gương sáng khổng lồ, bốn mùa soi rọi dãy Cai Kinh, một phần của vòng cung Bắc Sơn huyền diệu. Vực nước dưới chân ải Chi Lăng ấy có tên gọi là vực bơi, nơi suối nguồn ngày ngày sản sinh ra những hạt phù sa màu mỡ, làm nên vựa lúa Chi Lăng hai mùa vàng thắm. Ít ai ngờ rằng, ở giữa khoảng nước mênh mông hiền hòa ấy, trong quá khứ lại đầy ắp những ký ức sôi sục chiến công và ngọt lành những mùa xuân hòa bình hy vọng. Nổi tiếng là trường luyện dân binh trong thủy chiến, nơi đây đâu đó còn in đậm dấu chân của hai vị anh tài là Thái úy Lý Thường Kiệt và người anh hùng Lạng Sơn Thân Cảnh Phúc,
cùng với bài học dụng người đơn giản mà uyên bác lưu truyền mãi nhân gian. Quân quý nhờ giỏi chứ không quý nhờ nhiều. Vực bơi từ đó đi vào trái tim nhân dân khắp miền, ghi tên mình lên trang sử chói lọi, đáng tự hào của dân tộc. Không ai dám chắc thành kho được xây dựng từ khi nào, chỉ biết rằng hệ thống kho tàng khổng lồ có chu vi lên đến 4 cây số nằm ngay sát vực bơi này. Bao thế kỷ qua, đời nối đời, nhân dân các dân tộc khắp miền Bắc Tổ quốc với lòng yêu nước nồng nàn đã trở về đây từ những hạt gạo nương trắng ngần mùi lúa đến những thanh gươm, pháo và thuốc súng, sát cánh cùng anh em nghĩa sĩ giữ vững nền độc lập nước nhà. Thành kho năm xưa với hàng trăm nhà kho hết sức kiên cố, cao lên đến 10 mét. Tương truyền được xây dựng bởi 13 loại gạch từ thời nhà Mạc với những kích cỡ khác nhau. Loại nhẹ nhất vào 3 cân 6, nặng nhất phải đến 36 kg. Tường kho ăn sâu vào lòng đất, tầng dưới tạo thành một hệ thống hầm ngầm bí mật, thông suốt với nhau kéo dài lên các núi lân cận. Cả một hệ thống kho tàng vừa đảm bảo khi bình, vừa tiện ứng khi biến, ngay lập tức trở thành pháo đài chống giặc. Như một chiến lũy vững ngang đồng, ngang thép, công trình thành kho là niềm tin, niềm tự hào và kiêu hãnh về tài năng kiến trúc quân sự tự vệ của quân dân đất Việt. Những viên gạch từ thời nhà Mạc vẫn còn đó, in hẳn dấu tích của thiên trường lịch sử. Một thành kho đã và đang sống cùng những hiện vật của một thời kỳ anh dũng hùng cường, chống giặc và giữ nước, là minh chứng hùng hồn cho một Chi Lăng với địa thế và con người lịch sử. Ở Chi Lăng thì nó lạ lắm. Có thể nói rằng là đối phương xâm lược thì lúc nào cũng biết đây là cửa tử. Nhưng lần nào vào đất này cũng phải chấp nhận thất bại. Thì đấy là nói đến nghệ thuật quân sự kỳ diệu của dân tộc ta. Thế thì người Chi Lăng lúc nào cũng xuất hiện những danh tướng để đóng góp cho cái sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Mà đều cỡ đã đi vào sử sách. Đấy là những dấu son lịch sử biểu hiện cái văn hiến và sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt. Càn khôn, bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Từ thời Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê, dòng dã bao nhiêu năm trời nằm gai nếm mật. Mỗi bước đi, từ lũy ngõ thề đến quỷ môn quan đều mang dấu ấn của anh hùng hào kiệt. Mỗi ngọn núi, mỗi đoạn suối, tấc đất, con sông ở Chi Lăng đều làm nên kỳ tích. Bảo tàng Chi Lăng hôm nay cùng với 52 điểm di tích của Chi Lăng thành cổ là bằng chứng trung thực, phản ánh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, để lại tiếng thơm muôn đời về một dân tộc Việt Nam với trí thông minh, tài thao lược, nhân nghĩa và văn hóa. Một sự khẳng định chủ quyền cho sự tồn tại, và còn hơn cả tồn tại là sự sống theo đúng nghĩa của một đất nước đứng lên bằng chính sức mạnh và nội lực, để rồi từ đó khẳng định tên tuổi và dáng hình dân tộc trên bản đồ năm châu thế giới.